Hả? Chào anh ơi. Chào Phi. Dạ chào kênh LTK ha. Cũng lâu rồi không có lên clip ha. Thì cũng bận chuyện gia đình đó. Thì bữa nay cũng có về một số cây cô chú anh chị. Được 7 cây vú sữa với lại 9 cây nguyệt quế nha cô chú anh chị. Là đầu tiên là vô cây số 1 là cây nguyệt quế nha cô chú anh chị. Dạ địa chỉ của Khang là xã Thế Hội, huyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng. Số điện thoại là 0373389198 nha cô chú anh chị. Dạ đây là cây nguyệt quế tàn nha, có được 2 cây nguyệt quế tàn nha cô chú anh chị. Dướng luôn rồi. Cây tàn này thì đang bao ship 200 cây số nha cô chú anh chị. Đúng rồi, xa hơn thì chịu thương lượng tiền phí ship á cô chú anh chị. Cũng lâu rồi Khang không có lên clip ha. Nay bứng được ngó cây. Vậy cô chú anh chị ủng hộ giùm ha. Rồi, đo thông số ha cô chú anh chị. Đúng rồi. Cái nó cao khoảng cỡ 1m 2m đó cô chú chị ơi. Tán ngang nó khoảng cỡ 2m luôn nha. Dạ hoành thân là 55. Tại vị trí này ha. Rồi. Đó trên tí. Trên này luôn cái gì? Đo thân chính đây, thân cốt chính của nó. Con nhánh này hơi xấu nha. Đây là 39. Rồi. Giá luôn này. Rồi cái cây này là cây số 1 là 2,5 triệu nha cô chú anh chị. Bao ship 200 cây số ha. Xuống. Dạ tiếp theo là cây số 2 nha cô chú anh chị. Cái cũng là cây nguyệt quế tàn ha. Clip này thì Khang được cặp nguyệt quế tàn nha cô chú anh chị. Rồi cây này nó cao khoảng cỡ 2m, bề ngang khoảng cỡ 1m8 nha cô chú anh chị. Nó cũng giống như hào hào giống cái kia thôi. Rồi em đo thông số nha. Hoành nha cô chú anh chị. 47 hoành. Rồi cây số 2 cũng 2,5 triệu luôn nha cô chú anh chị. Xuống luôn chú ơi. Tiếp theo là cây vú sữa nha cô chú anh chị. Cây này nó lớn lắm là lên bằng quay không được nha cô chú anh chị. Cây này thì nó ra mầm rồi ha. Thì bên cái mầm phải. Nó cái này xây bầu để dưới đất lâu rồi, nó thần rồi. Nó ra đâm chồi hết rồi. Mấy tháng rồi mới bứng về đây. Nó nứt hết trơn rồi. Thì Khang cũng bao sống luôn nha cô chú anh chị. Bao sống luôn ha. Cao 1,5m cô chú anh chị ơi. Dáng bay ra cũng 1,5m luôn. Bỏ lâu quá lòng cộng quá chạy ta. Cái bầu mà 1m chiều dài. 1m chiều dài. 65 chiều ngang. Cái này nó cũng có đế nha cô chú anh chị. Cái vú sữa này là vú sữa hột gà nha. 70 hoành. Rồi cây vú sữa này 3 triệu nha cô chú anh chị. Khang cũng bao ship 200 cây nha, cây lớn nha cô chú anh chị. Số 4 này nè. Lăn cái này ra một con chút đi, lăn xích ngoài này một chút được. Ủa mà cây này hồi lên nấu ta. Chú Định. Hả? Không nổi thì để nó dưới đất luôn đi. Chim cho nó bằng lại đi. Vậy đi, dòng phí đi thì dưới phí đi được rồi. Action chưa? Dạ tiếp theo là cây số 4 luôn, cũng là cây vú sữa nha cô chú anh chị. Cao 1,4m. Sống khỏe rồi, nay khỏe ghê rồi.
Cây nở thần bứng bỏ dưới vườn là mấy tháng trời rồi mới đem lên đó. Cái bầu là một mét rưỡi chiều dài. Cây này nó có một cọng rễ gì nè, thành ra bứng dài nghe cô chú anh chị. 55 chiều ngang. Sáu mươi lăm hoành. Cây vú sữa số 4 giá 2,6 triệu nghe cô chú anh chị. Dạ, tiếp theo là cây số 5. Rồi cái nhánh bay nữa là 1,5 m nghe cô chú anh chị. Cây này lên bằng quay được nè. Nha. Thì làm quay đi. 1,5 m. Đổ hoành luôn đi. 7,69 hoành. Ôi. 68 à, 68 hoành. Tám mươi lăm chiều dài của cái bầu. Chiều ngang 60. Rồi cây xuống sữa số 5. 2,6 triệu luôn cô chú anh chị ơi. Dạ, tiếp theo là cây số 6. Ai khi nghĩ sữa lên mệt rồi. Cao 1,3 m. Chưa. Sáu mươi hoành. Cây số 6. Giá 2,6 triệu luôn nghe cô chú anh chị. Xuống. Cây số 7 nè. Ý. Số 6 ở số 7 trong này. Đây đây đây, quên. Lăn cái này qua giùm mấy chú lên. Cây này nặng quá lên không nổi nha cô chú anh chị. Cây số 7, tiếp theo là cây số 7. Cao 1,6 m cô chú anh chị. Cái bay ra 100. Cái chiều dài cái bầu 100. Cái hoành là được 66. Rồi cây số 7 là giá 2,8 triệu nha cô chú anh chị. Đi vòng vòng đi. Cây này cũng không có đế, nó có hai cọng đế hay sao à. Tiếp theo là cây số 8. Cao 1,4 m. Bầu bự quá cô chú anh chị ơi, nặng dữ lắm luôn. 60 hoành. Một mét ba chiều dài cái bầu á, cái bầu 1,3 m nha cô chú anh chị. Chiều ngang 60. Cây này có mấy trăm ký nha cô chú anh chị, nặng dữ lắm nặng. Dạ, cây số 8 cũng 2,6 triệu luôn nha cô chú anh chị. Dạ, tới cây số 9. Hả? Gửi. Cây này cái nhánh bay nó 1,7 m nha cô chú anh chị. Hoành được 52. Dài 90. Chiều dài của cái bầu 90. Bề ngang 60. Cây số 9. 2,6 triệu luôn nghe cô chú anh chị. Đây cây nguyệt quế. Phôi, nguyệt quế phôi nghe cô chú anh chị. Nãy hai cây tàn, bây giờ tới cây phôi nghe cô chú nhỉ. 1,2 m chiều cao. Cây này nó già dữ lắm rồi cô chú chị. Chiều ngang 1,3 m.
Cây này đế dữ lắm ha, đế đặc luôn nghe cô chú anh chị. Nó có xấu con cái là nó 2-3 thân thôi. Khúc nạc nó được có con tắc à. 53 hoành. Rồi đi đi đế đi vòng vòng giùm em. Đế đế đẹp nha cô chú anh chị, đế điệu à. Rồi phôi số 10 là phôi quế nó già dữ lắm, già nha cô chú anh chị. Cây này. Dạ, cây số 10 giá 3 triệu nha cô chú anh chị. Không nổi đâu, không nổi. Tiếp theo là phôi số 11 nha cô chú anh chị. Phôi này phôi tàng đa ha, cây sống khỏe luôn nha cô chú anh chị, cũng bứng xây bầu để đó nè, đọt non không nha cô chú anh chị. Nay sống khỏe ha. Cao 1m2. Ngang 1m5 cô chú anh chị ơi. Cây tàng đa ha, tròn đẹp. Đọt quá trời đọt luôn á, không dám dịnh vô luôn á. Cây tàng đa ha. Năm mươi chín hoành ha. Rồi cây số 11 giá 3,5 triệu nha cô chú anh chị. Lên vô đây nè, 12 nè, lên cây lên nổi nè ha. Dạ tiếp theo là phôi số 12 xây nó vô đó không đi. Dạ tiếp theo là phôi số 12 nha cô chú chị. Mấy cái phôi này là nó sống khỏe hết trơn ha, khang xây bầu để đó lâu lắm rồi mới bứng về nhà ha, là chắc ăn nó sống rồi đó. Một mét hai hoành, ý một mét hai cao, lộn, xây nữa không? Sáu mươi hoành. Rồi cây này 2,9 triệu nha cô chú chị. Xuống, xuống bên đây nè, bên đây nè. Để bên đó đó. Rồi phôi số 13 phôi số 13 mấy cây phôi này khang ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Cao 1m. Hoành 44. Cao 1m hoành 44. Cây phôi số 13 này 900.000 nha cô chú anh chị. Đông nè. Cái này nhỏ xíu làm cục đất bự nặng trong lưu ạ. Phải rồi, dính con miệng lưu luôn nghe. Cây này người ta trồng trong lưu nghe cô chú chị, nó già dữ lắm, già rồi đó. Dạ tiếp theo là cây số 10 à, 14. Ủa đâu tới đây chứ. 42 chiều cao, hai thân nha cô chú anh chị. Đo tổng thân nó được 37 ha. Một cái thân nữa đây. Một cái thân nó được 20. Rồi cây này 700.000 nha cô chú anh chị. Nắm cái ghế. Dạ cây số 15. Cây số 15, cây đế đẹp nha cô chú anh chị ha. Cây này đế đều hết ha. Lùng lực ha. 42 chiều cao. Hoành đo sao đây. Đo cao đo. 37 hoành. Cậy đi mấy cái phôi mà.
Rồi cái phôi số 15 800 ngàn. Xuống đó luôn đi. Để xa chứ làm gì chơi. Nè. Dạ. Phôi số 16 là phôi cuối cùng nghe cô chú anh chị. Đây nó ra bông luôn rồi nghe cô chú anh chị. Cao 65. Hoành thân 35. Rồi phôi số 16 cũng 800 ngàn luôn nghe cô chú anh chị. Rồi cuối clip ha, khang cha chúc sức khỏe. Rồi hết rồi. Cuối clip khang chúc sức khỏe đến quý cô chú anh chị ha. Rồi cũng mong cô chú anh chị thấy giá hợp lý ủng hộ khang ha. Khang thành thật biết ơn. Số điện thoại của khang là 0373389198 nha cô chú anh chị. Dạ khang chào cô chú anh chị ạ. À.